Hello xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn cách dự án này đó trên kênh của mình thì bấm cứ thời gian cho mình nút like và đăng ký kênh đồng hồ mình nhé. Thưa các bạn trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aeros đến từ astro Wireless Row 2. Dự án này mọi người sẽ chiêu phần thưởng là 2 25.000 đô token ASTX dành cho 2.000 suất 2.000 suất 2.500 suất random may mắn mọi người nhé. Để tham gia kèo Aeros này thì mọi người sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu Glam mua và ngoài ra top 50 red sẽ có mỗi người sẽ nhận được là top 50 red, 50 suất ra đường Mỗi người sẽ nhận được 100 token quần uh, wild spot mọi người nhé Để tham gia kèo này thì mọi người sẽ hoàn thành các nhiệm vụ cho mình nhé Và đây các bạn uh, đăng nhập tài khoản gmail cũng như twitter hay là follow, twitter, uh, follow uh, hay là đăng nhập bằng tài khoản uh, facebook nhé Ở đây mình sẽ đăng nhập tài khoản gmail Rồi bây giờ chúng ta follow kênh twitter này Nhiệm vụ trên biểu mẫu glam thì khá đơn giản thôi bấm theo dõi theo dõi xong các bạn cay xuống các bạn like vào retweet lại bài đăng này đây dự án đã có 10.000 người tham gia rồi tiếp tục quay trở lại tích vào con tin retweet lại bài đăng rồi do vào kênh telegram cho mình ở đây chúng ta sẽ chuyển chuyển đổi kênh telegram cho mọi người nhé các bạn sẽ chuyển sang kênh telegram các bạn dùng erot rồi mình đã chuyển sang rồi bấm join kênh telegram Bấm xuống ra kênh Ok Tiếp tục quay trở lại Đây đó Đây bấm con tin Ra vào kênh Discord cho mình Bấm chấp nhận là mời Ok và đây các bạn verify tài khoản thì Mình bấm vào đây Những cái nút này nhá Đây Thả tim rồi. rồi đã xong quay trở lại Eros tiếp tục tích vào con tin visit kênh YouTube này bấm theo dõi kênh YouTube đăng ký kênh rồi tiếp tục quay trở lại Eros tích vào con tin luôn để chỉ ví các bạn sao chép được chỉ ví mạng lưới Binance Smart Chain ở trên ví MetaMask hoặc ví wallet thôi dự án nào dùng ví MetaMask à, ví wallet cũng được nhé Ok vào đây mình sao chép địa chỉ ví mạng lưới BINANCE C, hoặc là chỉ ví ETH của mọi người Vân vân ở trên này Copy một trong những địa chỉ cũng được nhé cứ sao chép địa chỉ ví rồi Rồi Dán vào đây Ok tích vào con tin. Rồi sau đấy thì mọi người sẽ có một cái link để mọi người giới thiệu bạn bè và người thân nhé à, Lưu ý với mọi người đây là kèo random nên tất cả mọi người tham gia đều có cơ hội ăn chia nhé về Vram Đồng Nai 2.500 xuất thì không phải là ai cũng nhận được tốc cân à, Anh em nào may mắn thì các bạn nhận tốc cân Còn anh em nào không may mắn thì chúng ta xem như là à, Bỏ à, khoảng mấy phút à, vào web à, kiếm à, tiền à, trúng thì chúng ta nhận được tiền mọi người nhé Ok, xin chào và hẹn gặp mọi người